về tường, xong rồi attack các bạn bị mất gốc vào trong này để chú Minh hướng dẫn giải cho các cháu nhá. Cái buổi này là buổi live mà dạy lại mất gốc lần cuối cùng về Ankan, Anken, Ankin, nên là rất là mong muốn các cháu ủng hộ chú. Điều kiện để được nhận quà nhá, điều kiện để được nhận quà, để được nhận quà: bước 1 share video livestream lại về tường, được chưa? Bước 2 comment đáp án, comment đáp án thì chú Minh sẽ tặng quà cho các cháu. Ok, vừa nãy chú Minh thấy rằng là có bạn Trang Nguyễn, vừa nãy có bạn Trang Nguyễn mà bảo chú Minh cháu nhắn tin hỏi về sách chú không trả lời. Trang Nguyễn inbox lại nhá, có thể là tin nhắn của cháu bị trôi. Ok, đây chú Minh bắt đầu tặng quà này. Bạn Trọng Bằng này, bước 1 là share video livestream nhá. Bước 1 share video, đây Trọng Bằng share rồi này. Bước 1 share video livestream của chú Minh lại về tường. Bước 2 comment đáp án là nhận được quà ngay. Đấy, bước 1 share rồi này. Share là có quà luôn này. Share là có quà luôn. Kế quế này, kế quế share chưa này? Kế quế share chưa? Kế quế chưa share, chưa share chưa có quà. Bước 1 share video livestream nhá. Hello, chào Hà Thu Diệu. Chào Đức Hùng. Đức Hùng share chưa? Đức Hùng share rồi. Đức Hùng share rồi, tặng quà luôn cho Đức Hùng. Đấy các cháu thấy không? Bước 1 cứ share video livestream chúng mình lại về tường, sau đó là comment đáp án. Tại đây là chúng mình sẽ ngay tức gửi quà cho các cháu. Chào Thoại Tâm nha. Chào cháu Thoại Tâm. Thoại Tâm share rồi, gửi quà cho Thoại Tâm luôn. Gửi quà cho Thoại Tâm luôn. Ok, gửi quà cho Thoại Tâm này. Gửi quà cho Thoại Tâm này. Tuyết Mi An Côn, An Côn tuần sau Tuyết Mi nhá. An Kin, An Kin chú Minh dạy rồi đấy. Phần An Côn để tuần sau học nhá, Huyền Phan nhá. An Kin chú Minh dạy rồi. Chào Trang Nguyễn. Hello. 2K2 lạc vào đây học vẫn ổn cháu ạ. Trang Nguyễn chưa xe. 2K2 học và lạc vào đây thì chú Minh dạy lại từ đầu cho cháu. Hello, chào Trần Diệp. Trần Diệp xe chưa? Trần Diệp xe rồi. Bước 1 xe video livestream lại về tường nhá. Bước 2 comment đáp án. Đấy. Trần Diệp hỏi sách giá bao nhiêu. Hello, chào các cháu nhá. Cô này, Huyền Phan này, Huyền Phan, chú Minh xin phép là buổi là câu đầu tiên chú Minh đây, cháu này xe rồi. Câu đầu tiên chú Minh sẽ tặng quà cho 20 cháu. Thầy ơi cho em tặng xin tài liệu benzen. Các cháu ơi, các cái tài liệu của chú Minh thì đầy rẫy ở bên trên fanpage đấy, các cháu cứ vào fanpage và lấy thôi. Hello, chào Tuyết My, cảm ơn các cháu đã tag các bạn của cháu. Ôi Tuyết My ơi, Tuyết My kết bạn với chú đi chứ, Tuyết My để như này chú Minh không gửi quà được cho cháu. Đây này, không có chỗ nào inbox cho cháu luôn, không có chỗ nào inbox cho cháu. Thế chúng mình gửi quà ở chỗ phần comment nhá. Đây, chúng mình gửi quà cho phần comment cho cháu. Đấy, tí Tuyết My vào phần comment lấy quà nhá. Jun Jun có quà rồi. Đinh Thị Thu Trà cảm ơn Quyết My, Tuyết My nhá. Đây các cháu giúp chú tác các bạn cho cháu vào đây. Đây, Đinh Thị Thu Trà xe rồi. Bước 1 xe video livestream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án. Đấy nhá, bước 1 xe, bước 2 comment đáp án. Chúng mình sẽ tặng quà các cháu. Hello, chào PT Ngọc. Hello, chào PT Ngọc. PT Ngọc chưa xe. PT Ngọc chưa xe. Trang Nguyễn 2K2 và lạc đây ôn lại chính xác. Bốt Huỳnh. Hello, chào Bốt Huỳnh. Bốt Huỳnh xe video livestream rồi. Bốt Huỳnh xe rồi, nhưng mà Bốt Huỳnh ơi, chú Minh không gửi được cho cháu. Bốt Huỳnh ơi, chú Minh comment ở chỗ phần comment gửi quà cháu nhá. Đấy. Gửi quà cho Bốt Huỳnh luôn. Hello, chào Hoàng Jin. Jun Jun có quà rồi. Chào cháu Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh xe video livestream lại về tường chưa? Mỹ Hạnh chưa xe, chưa có quà. Hello, chào Công Thương. Công Thương xe video livestream lại về tường chưa? Công Thương xe rồi. Đây, Công Thương xe rồi, gửi quà cho Công Thương luôn. Gửi quà cho Công Thương luôn. Đây. Đấy, gửi quà luôn cho Công Thương. Bước 1 xe video livestream chúng mình lại về tường nha. Bước 2 comment đáp án. Đinh Thị Thu Trà có quà rồi. Nhất Lâm. Hello, chào Nhất Lâm. Nhất Lâm xe chưa? Nhất Lâm chưa xe, chưa có quà. Ngọc Nà. Ngọc Nà xe chưa? Ngọc Nà xe chưa? Ngọc Nà chưa xe, chưa có quà. Bước 1 xe nhá. Cô xe chưa? Cô. Đây cô chưa xe, cô chưa xe chưa có quà. Ngọc Nà rồi, PT Ngọc có quà rồi. Hello, chào Chin Chin. Nga Đào này, Nga Đào xe chưa? Nga Đào chưa xe, chưa có quà. Viết Trinh này, Viết Trinh xe chưa? Viết Trinh xe chưa? Viết Trinh chưa xe, chưa có quà. Đấy, bước 1 phải xe cơ. Trịnh Viết Bình này, Trịnh Viết Bình xe chưa này, xem Trịnh Viết Bình xe chưa? Trịnh Viết Bình xe rồi. Đấy, bước 1 xe video livestream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án. Đây, chúng mình gửi quà cho cháu đấy. Đấy, Trịnh Viết Bình này. Hello, chào Trịnh Viết Bình này. Chào Vũ Thị Ngọc Lan. Vũ Thị Ngọc Lan đã share video livestream chưa? Vũ Ngọc Lan chưa share, chưa có quà. Hello, chào Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh bảo share rồi, kiểm tra lại xem nào. Đây, Mỹ Hạnh đã share đâu cháu? Mỹ Hạnh chưa share. Chưa share.
Hello, chào Mạnh quay xe. Mạnh quay xe xe chưa nào? Mạnh quay xe chưa xe, chưa có quà. À, Vĩ Triệu Lê này, Vĩ Triệu Lê xe chưa này? Vĩ Triệu Lê xe rồi, gửi quà cho Vĩ Triệu Lê này. Vĩ Triệu Lê Vĩ gửi quà cho cháu luôn. Bước 1 xe video live stream là về tường. Bước 2 comment đáp án các cháu nhá. Nguyễn Văn Mạnh này, Nguyễn Văn Mạnh xe chưa? Nguyễn Văn Mạnh xe rồi, gửi quà cho cháu này luôn này. Gửi quà cho cháu này luôn. Ok nha. À, còn các cháu sau, còn các cháu comment sau thì các cháu chụp ảnh lại video live stream mà các cháu đã share xong gửi inbox cho chú Minh nhá. Nếu các cháu nào mà comment sau thì chụp ảnh lại video live stream mà cháu đã share sau đó inbox cho chú Minh. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào học buổi tối ngày hôm nay. Nội quy lớp học nhá, nội quy lớp học. Nội quy lớp học là comment thật nhiều. Nội quy lớp học là comment đáp án. Được chưa? Comment đáp án để chú Minh thấy, được chưa? Thì mới có quà. Ok. Nội quy lớp học là comment đáp án. Nhớ nhá. Comment đáp án, comment thật nhiều, bạn nào comment càng nhiều thì chú Minh càng thấy nhiều, chú Minh càng thấy nhiều, chú Minh càng ưu tiên tặng quà cho cháu. Ok. Bắt đầu nhá. Ta có này. Câu số 1. Câu số 1, chú Minh giải cực kỳ chậm nhá. Đây là phần học của lớp 11. Các chất trong câu nào sau đây là đều làm mất màu dung dịch brom. Được chưa? Các chất trong câu nào sau đây, các cháu chú ý nhá. Tất cả các cháu comment rồi, chúng mình sẽ ưu tiên tặng quà cho 20 cháu comment nhiều nhất và nhanh nhất. Đấy chứ là những cháu nào mà chưa nhận được mà đã xem video livestream lại về tường thì chụp ảnh lại xong rồi inbox cho chúng mình. Đấy chưa? Câu số 1. Câu số 1. Câu số 1, các chất trong câu nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom. Thế khí carbonic là CO2. CO2 không có làm mất màu dung dịch brom. Toang. Được chưa? Metan là CH4. CH4 không có làm mất màu dung dịch brom. Toang. Propan. Propan là C3H8, đúng không? C3H8 không làm mất màu dung dịch brom. Toang. Được chưa? Ethylen. Ethylen nhá. Ethylen là CH2 nối đôi CH2 mất màu brom. Hơi mờ nhỉ. Đợi chúng mình tí. Hơi mờ. Thấy nó cứ mờ mờ là khó chịu. Ok. Divinin. Cháu divinin là cháu này. CH2 nối đôi CH gạch CH nối đôi CH2. Cháu này là mất màu dịch brom bởi vì có nối đôi CC. Acetylen là CH nối 3 CH. Cháu này cũng làm mất màu dịch brom. Đúng chưa? Vậy là đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ở đây có bao nhiêu cháu đã và đang học và chuẩn bị làm bài kiểm tra giữa học kỳ nào? Điểm danh cái nào? Bao nhiêu cháu đã và đang làm bài kiểm tra giữa học kỳ nào? Bao nhiêu cháu sợ nát bài kiểm tra giữa học kỳ? Điểm danh cái xong tác mấy cái bạn sợ nát vào đây chú Minh xem nào. Chú Minh muốn rằng là trong cái lúc của chú Minh livestream, chú Minh rất là mong muốn là các cháu nhiệt tình học nhá. Đó là động lực để chú Minh có thể mà nhiệt tình dạy các cháu. Các cháu comment đáp án và các cháu share lại về tường để cho các cái bạn mà cũng bị mất gốc như các cháu có thể học được. Đấy chưa? Cái phần câu số 2 là cái phần mà học sinh hay là học sinh cấp 3 sợ nhất là cho các anken có công thức sau. Tên gọi theo danh pháp EUPAC của anken sau là gì nhá. Đây gọi là tên gọi theo danh pháp EUPAC. EUPAC là theo danh pháp thay thế, được chưa? Được chưa? Là danh pháp thay thế. Thế bây giờ mình vẽ này nhá. C này. CH3 chia lên hai phát. Vậy đây là CH3 chia hai phát thì thằng này có một C này, thằng này một CH3 chia ở đây này. Vào C này, nối đôi C này, CH5C C này. C này, CH5 này, CH3 này, được chưa? Thế thì để mà gọi tên chuẩn nhá, để mà gọi tên chuẩn, chào hello chào các cháu nhá. Để mà gọi tên chuẩn thì bước 1 chúng ta phải chọn được mạch chính chuẩn. Mạch chính chuẩn được chọn là khi và chỉ khi mạch chính chứa liên kết đôi CC và là mạch dài nhất. Thế vậy đây, đây là mạch chứa liên kết đôi CC và là mạch dài nhất, được chưa? Đánh số thì đánh số từ nguyên tử carbon gần carbon chứa nối đôi nhất. Nếu đánh số đây là 1 2 3, đây là 1 2 3 4 5 6 7. Nếu mình đánh số ngược lại là 1 2 3 4 không được, đúng không? Đây thằng này là nhiều gần nhất rồi. Vậy ở đây chúng ta nhìn thấy này. Tại vị trí carbon số 2 và tại vị trí carbon số 5 chúng ta có hai nhóm CH3 là dimetin. Được chưa? Tại vị trí carbon số 4 là etin. Vậy E đọc trước, vậy mình sẽ đọc là 4 etin. 4 etin ạ. Được chưa? 4 etin này
Tiếp tục này, đây là 2 này, đây là 5, vậy là 2,5 dibetin, 2,5 dibetin. Mẹ em phải bón phân hóa học heptan. Heptan. Được chưa? 4 etin, 2,5 4 etin, tất cả đều sai rồi. Đây, 4 etin này, 2,5 dibetin heptan. Được chưa? Và ở đây chúng ta nhìn thấy là không có thằng nào thỏa mãn là 4 etin và 2,5. Được chưa? Và 2,5 dimethyl heptan. Được chưa? À sorry, không phải heptan mà là hep 3N. Hep 3N. Được chưa? Tưởng anh này được nhưng không được, đây là phải là 2,5 chứ không phải là 2,6. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án A, tất cả đều sai. A, tất cả đều sai. Được chưa? Câu số 3. Câu số 3. Hợp chất 5-metin hexain ứng với công thức tổng quát là hợp chất 5-metin hexain ứng với công thức tổng quát là mình phải viết được ra hex. Mẹ em phải bón phân hóa, hex là 6 carbon, 1 2 3 4 5 6, 6 carbon. Ok chưa các cháu? Có 6 carbon nhá. Tổng cộng là có 6 carbon này. Ok. Có 6 carbon này. 52 in 1 2 đây là 2 in này. 5 metin 1 2 3 4 5 6. 5 metin đây C nữa. Ok, vậy công thức tổng quát của nó đây là thằng nào nhỉ? Đây là thằng ankin, được chưa? Đây là thằng ankin. Bởi vì thằng này là thằng ankin nên là ta sẽ có là gì nhỉ? Thằng ankin thì ta sẽ có cái gì? À, nó là công thức tổng quát của ankin. Bởi vì nó là công thức tổng quát của ankin nên nó sẽ là CnH2n trừ 2. Ok chưa? Công thức tổng quát của ankin nó là CnH2n trừ 2. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D, CnH2n trừ 2 các cháu nha. Nhớ chưa? Đấy, bởi vì là hoàn toàn mình sẽ có là công thức tổng quát đằng này là 1 2 3 4 5 6 7 C7H, các cháu đếm hero nhá. C7H mười mấy ạ? H12. Ok. Đấy nhá, rất là dễ rồi. Câu số 3 đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu số 3 đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 4 nhá. Câu số 4. Điều kiện nào để ankin tham gia vào phản ứng thế bằng ion kim loại? Điều kiện nào để ankin tham gia vào phản ứng thế bằng ion kim loại? Thế thì điều kiện để mà một anh ankin ấy thực hiện được phản ứng thế ion kim loại thì ở bên trong cái cuốn sách hữu cơ lớp 11 của chú Minh ta nói cực kỳ kỹ, đúng không? Điều kiện để ankin tham gia phản ứng thế là gì ạ? Là bắt buộc nó phải có hiđro linh động. Hiđro linh động. Ok chưa? À, để điều kiện để có hiđro linh động thì khi và chỉ khi hiđro đấy đính vào carbon chứa nối ba các cháu ạ. Đấy chưa? Hiđro đấy đính vào carbon chứa nối ba. Và hiđro đấy đính vào carbon chứa nối ba vậy thì nó phải là ankin có liên kết ba ở đầu mạch. Được chưa? Ankin có liên kết ba đầu mạch. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án C, có liên kết ba đầu mạch. Đáp án đúng đáp án cờ C. Câu số 5. Sản phẩm chính của phản ứng cộng nước vào bút 1N. Sản phẩm chính của phản ứng cộng nước vào bút 1N là đây, nước này cộng vào bút 1N. Bút 1N đây. Được chưa? Bút 1N đây, đây là bút này, 1N này, được chưa? Cộng nước vào. Thế thì khi mà thực hiện phản ứng cộng ấy, C này, C này, C này, C này chia hai cái vẫy ra. Nối đôi bị đứt chia hai cái vẫy ra. Đúng chưa? Một thằng cắm vào đây, một thằng cắm đây. H2O thì nó bản chất nó là HOH, được không? Bản chất nó là HOH. Thì các cháu nhìn nhá, H là bình thường, OH là chân dài, đúng chưa? Chân dài thì ưu tiên cộng với đại gia. Được chưa? Vậy đây là đại gia này, vậy OH cắm đây. Đây là H. Vậy đây là sản phẩm chính. Các cháu nhớ nhá, chân dài thì ưu tiên cộng với đại gia, chúng mình đã nói rất nhiều rồi. Nó là quy tắc thế, được chưa? À quy tắc cộng, được chưa? OH đây đặt đây là X, đây là chân dài ưu tiên cộng với đại gia. Vậy đây là sản phẩm chính. Vậy mình đọc nhá. 1 2 3 4, các cháu yếu nhất là phần đọc. Ok. Hai gì ạ? Đây này, mẹ em phải bón butan. Được chưa? Mấy on ạ? 2 on. Butan 2 on, rất nhiều cháu chọn là butan 1 on. Các cháu lưu ý, đây là sản phẩm chính. Được chưa?
sản phẩm chính thì nó phải là butan hai on các cháu nhé, butan hai on. Đáp án đúng chúng ta là đáp án cờ, đáp án đúng chúng ta đáp án cờ. Ok, câu số 6, câu số 6 hãy chọn đáp án đúng. Câu số 6 hãy chọn đáp án đúng. Câu số 6 hãy chọn đáp án đúng nào, các cháu thử chọn xem là chọn đáp án nào đúng nào, các cháu thử xem là đáp án nào đúng. C2H4 và C22 phản ứng được với tất cả các chất nào sau đây? Phản ứng được với tất cả các chất nào sau đây nhé. CH4 là CH2 nối đôi CH2. Được chưa? CH2 là CH nối 3CH. Thằng này có liên kết đôi, thằng này có liên kết 3. Vậy thì cả hai thằng đều có khả năng phản ứng cộng, mất màu dịch nước brom và mất màu dung dịch thuốc tím. Nhưng chắc chắn cả hai thằng này đều không cộng CO2. Ok. Đấy. Tiếp tục này, bọn này thì đều có làm sao mà ăn được NaOH đúng không? Bỏ tiếp này. Thằng acetylen có hydro linh động thì tác dụng được với AgNO3 trong NH3, chứ còn thằng ethylen thì không có liên kết 3 linh động nên không thể tác dụng được với AgNO3 nên toang nốt. Vậy đáp án đúng của chúng ta này, cả hai này đều có nối đôi CC nên đều ăn được brom, đều ăn được HCl. Được chưa? Mất màu dung dịch thuốc tím không ạ? Có, thằng này có nối đôi, thằng này nối ba đều là mất màu dung dịch thuốc tím. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok, đây chú Minh thấy hôm nay là các cháu học khá là nhiệt tình đấy. À, các cháu chú ý rằng là giúp chú tác các bạn bị mất gốc vào trong video live stream này để cho các cháu, để cho các bạn có thể học ổn môn hóa hơn nhé. Đấy là cũng là mong ước của chúng mình. Ok, câu số 7, câu số 7 nếu chỉ dùng, câu số 7 đề bài hỏi chúng ta là nếu mà chúng ta chỉ có dùng AgNO3 trong dung dịch NH3, nếu chỉ dùng AgNO3 trong dung dịch NH3 làm thuốc thử thì phân biệt được những thằng nào sau đây? Được chưa? Nếu chỉ dùng AgNO3 trong NH3 làm thuốc thử thì mình chỉ có thể sử dụng được, nhận biết được bọn nào sau đây nhá. Thế giờ xem là nhận biết được bọn nào trong này. Ta có này, AgNO3 bây giờ mình có đầu tiên là bút một in và etan. Bút một in và etan xem nào. Bút một in và etan nhá, AgNO3 trong NH3. Đây Ag NO3 trong NH3 mà vào bút một in mình phải vẽ là bút một in ạ. Đây. Đây là bút một in có hydro linh động. Được chưa? Và etan là C2H6. Thế thì ngay tức anh này có hydro linh động thì ngay tức nó tác dụng với AgNO3 trong NH3 để tạo thành AgC nối 3C gạch C gạch C kết tủa màu vàng. Không hiện tượng. Ok, vậy là nhận biết được đúng không? Vậy nhận biết được, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Chúng mình thấy là nhiều cháu chọn đáp án D, chúng ta thử xem đáp án D có gì nhé. D là bút một in, vẫn là bút một in. Và propin. Propin các cháu ạ. Đây các cháu nhìn nhé. Nếu sử dụng AgNO3 trong NH3 với hỗn hợp này thì anh này kết tủa vàng, anh này cũng kết tủa vàng, không có nhận biết được nhá. Được chưa? Cả hai anh đều là kết tủa vàng thì chúng ta không thể nào mà nhận biết được. Được chưa? Đấy các cháu để ý nhá. Các cháu để ý nhá. Ok, mình có sang câu tiếp theo là câu số 8. Câu tiếp theo là câu số 8. Câu số 8. Những chất nào sau đây không có đồng phân hình học? Những chất nào sau đây không có đồng phân hình học? Nào các cháu lưu ý nào. Những chất nào sau đây không có đồng phân hình học nhé. Lưu ý nhé, đề bài hỏi chúng ta là không có đồng phân hình học. Vậy điều kiện để có đồng phân hình học là C nối đôi C này, gạch R1 này, gạch R2 này, gạch R3 này, gạch R4 này, và mình phải có là R1 khác R2, đúng không ạ? Ở đây mình phải có là R1 khác R2. Địch like của chúng mình là 357 cháu nhé. R1 khác R2 và R3 khác R4, lịch lai cố định 357. Ok chưa? Thế bây giờ mình xem này. Ý A này, ý A xem có đồng phân hình học không này. Ý A này. C này, nối đôi C này, gạch H này, gạch CH3 này, gạch H này, gạch CL này. Thằng này khác thằng này, thằng này khác thằng này, vậy chắc chắn nó có đồng phân hình học. A có đồng phân hình học, đề bài hỏi không. A có đồng phân hình học loại, vậy là cả ABC cũng loại. Mình sang đáp án B xem nhá. Mình sang đáp án B này. C này, nối đôi C này, CH3 này, CH3 này, H này, CH3. Ta nhìn này, H khác CH3, nhưng CH3 với CH3 này trùng nhau. Bởi vì hai thằng CH3 này trùng nhau nên
nó không có đồng phân hình học. Vậy chất B của chúng ta là chất không có đồng phân hình học các cháu nha. Đấy, chất B của chúng ta là chất không có đồng phân hình học. Ok chưa? Hiểu bài chưa? Hiểu bài chưa? Câu số 9. Đây là đề kiểm tra giữa kỳ nhá, nên là nó khá là chắc cú đấy. Để điều chế ethylen thì dùng cách nào sau đây? Để điều chế ethylen. Chú ý cho chú Minh là để điều chế. Điều chế thì thường hay để sử dụng trong phòng thí nghiệm, các cháu phải nhớ từ chốt là từ điều chế. Rất nhiều cháu chọn đáp án D. D là toang ạ. Bởi vì cracking từ dầu mỏ, có ai mang cracking từ dầu mỏ ở bên trong phòng thí nghiệm đâu ạ? Không có đúng không ạ? Lấy ăn can tương ứng phản ứng đề hydro hóa cũng rất khó thực hiện trong phòng thí nghiệm. Được chưa? Vậy là thu từ hỗn hợp rượu ethylic và H24 đặc đây nhá. Trong phòng thí nghiệm thì người ta thường hay sử dụng này. C2H5OH đi qua H2SO4 đặc 170 độ C để tạo thành C2H4 cộng H2O. Đấy chưa? Thì ở bên trong cái cuốn hữu cơ lớp 11, ở bên trong cái cuốn hữu cơ lớp 11 của chú Minh đã ghi rất rõ cái phần này, để chỗ mà điều chế bọn alken nhá, là chú Minh ghi cực kỳ rõ ở chỗ đoạn là điều chế alken đấy, các cháu nhìn này. Đây, trong phòng thí nghiệm đây này, C2H5OH đi qua H4 đặc này để tạo thành CH2 nối đuôi CH2 này, H2O, các cháu nhìn rõ chưa? Đấy. Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì nhỉ? Thu từ hỗn hợp rượu ethylic và axit H4 đặc ở nhiệt độ 170 độ C. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu số 10. Câu số 10. Trong những chất sau đây, chất nào không phải là alkan đi-en liên hợp? Câu số 10. Trong những chất sau đây, chất nào không phải là alkan đi-en liên hợp? Vậy ở đây 20 giờ 30 nhá. 20 giờ 30 các cháu nhá, lịch live cố định của chú là 20 giờ 30, hôm nay chú Minh là 21 giờ. Trong những chất nào sau đây, chất nào không phải là alkan đi-en liên hợp? Đấy, thế bây giờ chú Minh đã nói rồi, đến câu số 10 chú Minh sẽ lại tặng quà những cháu nào dũng cảm comment đáp án. Câu số 10 chú Minh chỉ tặng quà những bạn nào dũng cảm thôi ạ. Câu số 10, câu số 10. Hello, chào Trần Tín. À, cuốn sách hữu cơ lớp 11 của chú Minh trị giá là 145.000, hiện tại đang giảm giá chỉ còn 95.000 nhé. Cháu nào mà muốn đăng ký sách, đây, muốn đăng ký sách và khóa học dành cho 2K3 và khóa học dành cho 2K3 thì inbox chú nha. Bây giờ khóa học của chú Minh đang được giảm giá cực kỳ kinh luôn. À, đáng nhẽ là 500.000 nhưng mà vì Covid nên là mỗi khóa chỉ còn có 250.000 thôi. Ok. Hello. Nào, câu số 10 này. Chú Minh đi tặng quà cho những thanh niên Đức Diếp có quà rồi, đúng không nhỉ? Đức Diếp có quà chưa? Bước 1 xe video live stream lại về tường, bước 2 comment đáp án. Đây, Đức Diếp xe rồi. Đức Diếp so rồi. Ủa, chú chưa vợ à? Chú chưa vợ cháu ạ. Hello, chào Đức Diếp. Trần Diệp nay có quà rồi. Bốt Huỳnh này. Các cháu nhớ nhá, bước 1 xe video live stream lại về tường, Bốt Huỳnh xe rồi nhưng mà chú Minh thì lại chưa có gửi quà được cho Bốt Huỳnh. Chú Minh chưa có gửi quà được cho Bốt Huỳnh. Đây, chú Minh comment ở dưới là Bốt Huỳnh nhá. À, Bốt Huỳnh bật bật chế độ đi để chú Minh còn inbox lại cho Bốt Huỳnh. Tiến Lộc Lê Xuân này. Tiến Lộc Lê Xuân này comment chưa này. Tiến Lộc Lê Xuân xe rồi. Chú Minh gửi quà cho Tiến Lộc Lê Xuân nhá. Đây, gửi quà cho Tiến Lộc Lê Xuân này. Tổng hợp lý thuyết hydrocarbon này. Đấy. Các cháu nhớ bước 1 xe video live stream lại về tường. Hello Hoàng Võ Phi. Chào cháu Hoàng Võ Phi. Hoàng Võ Phi chưa xe. Chưa xe thì chưa có quà. Hello chào Viết Trinh. Viết Trinh xe chưa? Viết Trinh chưa xe, chưa có quà. Bước 1 phải xe ạ. Hello chào Nam Trịnh. Nam Trịnh xe chưa? Nam Trịnh chưa xe, chưa có quà. Bước 1 phải xe video live stream cơ. Hello chào Nguyễn Chí Thông. Nguyễn Chí Thông xe chưa nào? Nguyễn Chí Thông xe chưa? Nguyễn Thị Chí Thông chưa xe, chưa có quà. Hello chào Tuyết My. Tuyết My xe chưa? Tuyết My xe rồi có quà. Ơ, Tuyết My ơi, chú Minh ứ gửi quà được cho cháu. Chú Minh gửi ở dưới phần comment rồi nhá. Hello chào Trần Tín. Trần Tín xe chưa? Trần Tín xe chưa? Trần Tín chưa xe, chưa xe, chưa có quà. Bước 1 xe nhá. TVB Vanh. TB Vanh xe chưa nào? TB Vanh xe rồi gửi quà luôn cho TV Vanh này. TV Vanh. Hello chào TV Vanh. Chúng mình có lớp off ở Việt Hùng ở Hà Nội nhá. Cháu nào muốn đăng ký thì inbox chúng mình nhá. Chúng mình có lớp off ở Việt. Hello chào Nguyễn Thị Nga, thanh niên này ngày nào cũng xem video live stream chúng mình. Đấy, Nga này, Nga xe rồi này, gửi quà cho Nga luôn này. Quý Nga lắm cơ. Hello chào Nga. Đấy, nhớ nhá, bước 1 xe video live stream là về tường. Hello chào Nguyễn Văn Long. Nguyễn Văn Long chưa xe video live stream là về tường, chưa có quà. Run run có quà rồi. Mạnh quay xe, nếu chúng mình nhớ không nhầm, Mạnh quay xe có quà rồi.
À, Mạnh quay xe chưa chưa xe nên chưa có quà. Hello, chào Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn xe chưa? Hoàng Tuấn xe chưa? Hoàng Tuấn chưa xe, chưa có quà. Đấy, nhá. À, thôi, chúng mình tạm dừng tại đây. Tạm dừng cái chuyên mục tặng quà. Đến câu 20 chúng mình lại tặng quà tiếp. Đến câu 20 chúng mình lại tặng quà tiếp. Chúng ta giải tiếp câu số 10 này. Muốn giải được câu số 10 thì các cháu phải nhớ này. À, hợp chất là ankadien liên hợp. Để là ankadien liên hợp tương đương với điều kiện của ankadien liên hợp là gì ạ? Các cháu có nhớ không ạ? Điều kiện của ankadien liên hợp là hai liên kết đôi phải bị cách nhau bởi một liên kết đơn ạ. Hai liên kết đôi phải bị cách nhau bởi một liên kết đơn. Vậy ở đây chúng ta nhìn nhé. Đây, thằng này cách thằng này nhưng không phải một liên kết đơn. Rất nhiều liên kết đơn, bỏ. Thằng này chỉ có một liên kết đôi thôi, bỏ tiếp. Hai liên kết đôi cách nhau bởi một liên kết đơn, được. Được chưa? Đây hai liên kết đôi cạnh nhau, bỏ. Hai liên kết đôi cách nhau bởi một liên kết đơn, nhìn thấy chưa? Đúng là liên hợp luôn. Hai liên kết đôi cách nhau bởi một liên kết đơn, đúng chưa? Vậy mình có là cháu nào ạ? Cháu 3, cháu 6, cháu 5, 3 5 6 ạ. 3 5 6 là ankadien liên hợp. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án nào? Không phải. À, đây hỏi là chất nào không phải là ankadien liên hợp ạ? Không phải thì là 1 2 4 tí chết đúng không? 1 2 4 là ankadien liên hợp. Không phải là ankadien liên hợp. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Được chưa? Rất nhiều cháu mắt lé như chú. Đây đề bài hỏi không phải cơ. Tí chết đúng không? Và quay xé bất ngờ của chú Minh. Câu số 11. Câu số 11. Khi hydro hóa C6H10 thì ta thu được iso hexan. U rồi ôi câu này hay dễ sợ luôn nhé. Câu này cực kỳ hay luôn và rất nhiều cháu toang ở cái câu này. C6H10 có thể có bao nhiêu công thức cấu tạo có thể? Isohexan C6H10 mà thu được C6H10 mà cộng với hydro mà thu được isohexan. Isohexan là cháu này ạ. À? Đây đúng không? Đây là isohexan đúng không ạ? C6H10 nó có dạng công thức là CnH2n trừ 2 nên trong phân tử nó có 2pi. Vậy là bây giờ mình đi tìm là tất cả những thằng mà có 2pi mà trong phân tử mà có dạng cấu trúc mạch như này là được đúng không? Vậy đầu tiên mình đi tìm đồng phân ankin, ankin là có 2pi đã. Đúng chưa? Ankin là điền liên kết 3 thì liên kết 3 không thể điền đây, không thể điền đây, không thể điền đây được. Đúng chưa? Vậy đây là đồng phân ankin số 1, đây là đồng phân ankin số 2. Và rất nhiều cháu đi chọn 2 nhưng rất tiếc là 2 không có đáp án. Và mình nghĩ đến là hai liên kết pi mình còn một đồng phân nữa là ankadien. Ankadien. Được chưa? 1 2 3 4 5 6 đây ankadien. Ankadien thì chúng ta phải làm sao ạ? Chúng ta phải cắm có hai liên kết đôi, một liên kết đôi cắm đây, không thể nào cắm đây nữa. Đây là hàng số 3. Được chưa? Đây là hàng số 4. Được chưa? Bốn cháu nha, tiếp tục ạ, chưa dừng lại đấy đâu ạ. 1 2 3 4 5 này. Nối đôi là cắm đây. Được chưa? Thì anh này là anh số 5. Nối đôi phải điền đây. Nối đôi phải điền đây là anh số 6. Các cháu nhìn rõ chưa? À, hỏi là mấy công thức cấu tạo, vậy là không xét đồng phân hình học nhá. Không xét đồng phân hình học, vậy là chúng ta có tổng cộng là 1 2 3 4 5 6. Được chưa? Xem còn thằng nào nữa không nhá? Xem nhá, xem này, vẫn còn này. Đây ạ. Rất nhiều đứa tô 6 là toang ạ. Đây, chúng ta còn anh này nữa. Đây là anh số 7 ạ. Vậy là tổng cộng chúng ta phải có 7 cơ. Được chưa? Tổng cộng chúng ta phải có 7 cơ. Đấy, chúng mình thấy là có một vài bạn comment đúng thôi ạ. Một câu này cực kỳ hay luôn. Câu cực kỳ hay. Rất nhiều cháu toang ở cái câu này ạ. Rất nhiều cháu toang ở cái câu này. Chú ý nhá, đây là một câu lừa và rất hay có ở bên trong đề thi cũng như đề kiểm tra của các cháu. Các cháu lưu ý nhá, hết sức lưu ý nhá, lừa câu này là toang. Các cháu có thể tô là 6, có thể tô là 4 nhưng đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án 7 cơ. Ok. Sang câu 12. Câu 12 cũng là một trong số các câu rất rất hay thi ạ. Câu 12 cũng là một trong số các câu rất rất hay thi ạ. Rất là cảm ơn các cháu đang theo dõi video livestream chúng mình. Rất là mong muốn là các cháu đang theo dõi video livestream này giúp chúng mình tag tất cả các bạn học kém hóa hay thích học hóa của các cháu vào trong video livestream này. Ok. Nào mình có này, CH nối 3 CH cộng với lại nước. Thì mình có này. Đây nhìn nhá, CH này nối 3 này, CH này cộng với lại HOH. Ok. Thế thì liên kết 3 này đứt ra thì chỉ hai cái vạch ra. Đây, chỉ hai cái vạch ra. Được chưa? Hai cái này đối xứng với nhau thì H cắm đâu cũng được mà OH cắm vào cái chỗ còn lại cũng được. Được chưa? Thì do OH cắm vào liên kết đôi không bền nên nó ngay lập tức chuyển thành CH3, CHO các cháu nhé.
ngay lập tức chuyển thành CH3, CHO, CH3 chó. Đây là một con chó. Vậy thì đáp án đúng chúng ta phải là đáp án C, và câu này rất hay thi ạ. Và kể cả các cháu phải chú ý cái câu này cho chú Minh, là cứ OH đính vào carbon, còn nôi đôi thì ngay tức chuyển thành CH3, CHO. Thì để sau này mình còn học lớp 12 ạ. Cái này rất là quan trọng với lớp 12 ạ. Đấy, thế nên là chúng mình phải nói rất kỹ cái chỗ này cho các cháu. Câu số 13 nhá. Câu số 13 nào. Số đồng phân thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ạ. Đấy, rất nhiều cháu toang bị nhầm nhá. Cố gắng đừng bị nhầm cái câu này. Được chưa? Cố gắng đừng bị nhầm cái câu này. Team của chú Minh là học châu chất nhá. Được, cố gắng đừng bị nhầm. Có rất nhiều cháu đang đăng ký, có rất nhiều bạn đang học cái lớp live VIP của chú Minh rồi. Cháu nào mà muốn đăng ký vào học lớp live VIP của chú Minh thì inbox cho chú Minh nhá. Chú Minh có lớp live VIP dành cho 2K3, cực kỳ xịn sò luôn. Câu số 15. Được chưa? Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít ankin. 2,24 lít ankin. Vậy ankin của chúng ta là công thức tổng quát là CnH2n trừ 2. Chúng ta tìm được số mol ankin là 2,24 chia cho 2,4 thì bằng 0,1. Đốt cháy hoàn toàn thì mình thu được CO2, mình tìm được số mol CO2 bằng 8,96 chia cho 2,4 thì bằng 0,4. Ờ thế ngon. Thế hoàn toàn chúng ta tìm được số nguyên tử carbon sẽ chính bằng là 0,4 chia 0,1 thì bằng 4 nhỉ. Được chưa? Vậy là carbon của nó là 4. 1 2 vứt 1 2 3 vứt 1 2 3 4 1 2 3 4. Ok, 4 carbon. Tiếp tục này. X tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 các cháu ạ. Do X tác dụng được với AgNO3 trong NH3 nên chắc chắn là thằng này phải có hydro linh động. Cháu này không có hydro linh động. Toàn cháu này có hydro linh động. Lấy đáp án B luôn. Ngon lành cành đào đúng không? Ngon lành hơn cả cành đào luôn. Nhá. Cực kỳ ngon. Dễ ợt, đúng không? Câu số 16. Hóa chất có dấu và dấu hiệu dùng để phân biệt bút bột in và bút hai in. Thế thì đây này, các cháu nhìn ở trong cuốn sách của chú Minh, trang số 26 chú Minh ghi rất rõ này. Phản ứng của an một in dùng để phân biệt an một in với anken và ankan. Nhìn thấy chưa? Đây an một in là có liên kết ba ở đầu mạch, nhìn rõ chưa? Đấy, để phân biệt nhá. Vậy ở đây chúng ta có này, hóa chất để phân biệt bút 1 in và bút 2 in. Hóa chất để phân biệt bút 1 in và bút 2 in. Bút 1 in này, đây là bút 1 in này. Đây, cháu này là bút 1 in, đúng không? H. Bút 2 in này. 1 2 3 này. Đây, được chưa? Không có H liên kết với lại hydro linh động. Vậy ở đây chúng ta dùng ngay là AgNO3 trong NH3 các cháu nhá, có hydro linh động kết tủa màu vàng. Con anh này không có cái tủa màu vàng. Hello các cháu ơi, đây có bạn Trần Tín bạn hỏi là hydro linh động là sao? Hydro linh động là hydro đính vào carbon chứa liên kết 3. Đây, hydro này đính vào carbon chứa liên kết 3 là hydro linh động các cháu nhé. Cứ nhớ như vậy thôi là mình làm được bài tập luôn. Vậy mình có này, đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À, ok, còn mất màu thì cả hai thằng này đều mất màu. Cháy thì cả hai thằng này đều cháy. Mà dung dịch brom thì cả hai thằng này đều là mất màu. Nên là chẳng có phân biệt được. Chỉ có AgNO3 trong NH3. Vậy kinh nghiệm sau này mình cứ nhìn thấy bọn an một in là mình sử dụng AgNO3 trong NH3. Nhớ chưa? Nhớ lời dặn của chúng mình nhá. Câu số 17 này. Câu số 17. Khí ethylene có lẫn khí SO2. Khí ethylene có lẫn khí SO2. Đây, ethylene là CH2 nối đôi CH2 có lẫn khí SO2. Để loại bỏ SO2, có nghĩa trừ thằng SO2 đi, thì phải dẫn qua một thằng nào đó mà làm sao ạ? Mà tác dụng được với SO2 nhưng không tác dụng được với thằng CH2 nối đôi CH2. Vậy chúng ta không thể sử dụng brom được, brom tác dụng với cả hai thằng. Không thể sử dụng KMnO4 được, mà KMnO4 tác dụng với cả hai thằng. Được chưa? Không nên sử dụng K2CO3 bởi vì K2CO3 tác dụng với SO2 nhưng lại sinh ra khí CO2. Vậy ở đây chúng ta chỉ nên sử dụng KOH. Bởi vì làm sao ạ? KOH hấp thụ SO2, đúng chưa? Và không hấp thụ ethylene nên nó sẽ nhả thằng ethylene ra. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C, dung dịch KOH các cháu nhá. C, dung dịch KOH. Bắt đầu bây giờ mình sang phần bài tập. Bắt đầu bây giờ mình sang phần chiến phần bài tập đây. Và những câu bài tập rất rất cứng. Đùa đấy thôi, thực ra dễ mà. Câu 18. Cho 11,2 lít. Cho 11,2 lít hỗn hợp gồm một anken và một ankan và hai ankan. Vậy ở đây mình phải nhớ được cái công thức tổng quát. 11,2 chia 2,4 thì bằng 0,5 mol các cháu nhá. Vậy mình có này một anken, mình có công thức tổng quát của anken của mình là CnH2n. Hai ankan, công thức tổng quát của hai ankan là CmH2m cộng 2 đi qua bình đựng dung dịch brom. Dung dịch brom. Thế đi qua bình đựng dung dịch brom thì nó giữ gì lại ạ?
nó giữ thằng anken lại, nó giữ thằng CNH2N lại, ok chưa? Và do nó giữ thằng CNH2N lại, vậy thì nó thoát ra gì ạ? Nó thoát ra thằng alkan là CmH2m cộng 2, do là hai alkan nên là m trung bình. Đề bài bảo này, thấy mất vát mất màu vừa đủ số mol brom, số mol brom phản ứng là 1 nhân 0,2, vậy số mol brom phản ứng là 0,2. Được chưa? Chúng ta lưu ý rằng là một alken thì ăn một brom, vậy mình có số mol alken bằng chính bằng số mol brom 0,2. Thế mà tổng số mol là 0,5, alken chúng ta là 0,2 rồi. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol của alkan là 0,5 trừ 0,2 bằng 0,3. Ok, 0,3, vậy hoàn toàn chúng ta tìm được là khí thoát ra khỏi bình brom chính là alkan là 0,3 nhân 2,4. 0,3 và nhân 2,4 thì bằng bao nhiêu ạ? Bằng 6,72 lít các cháu nhé. 6,72 lít. Rất là dễ dàng. Rất là ngon lành cành đào đúng không? Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 19. Cả nhà có hiểu không ạ? Nếu mà cả nhà hiểu thì cả nhà tag giúp chú Binh các cái cháu bị mất gốc hóa vào đây ạ, để chú Binh cân tim cho ạ. Cảm ơn cả nhà nhá. Cảm ơn cả nhà đã rất là nhiệt tình học. Chú Minh rất là thích dạy một cái team mà nhiệt tình học. Câu số 19. Cho 8,96 lít hỗn hợp gồm một ankin và hai ankan. Đấy, lại gần gần giống với câu 18, chúng ta thử giải xem nhé. 8,96 thì chúng ta tìm được số mol là 8,96 chia 2,4 thì bằng 0,4 mol đúng không? Hỗn hợp gồm một ankin. Ankin chúng ta là CnH2n trừ 2 và hai ankan. Hai ankan chúng ta là Cm trung bình H2m trung bình cộng 2. Ở điều kiện tiêu chuẩn đi qua bình đựng nước brom dư, đi qua bình đựng nước brom dư thì bình brom này hấp thụ thằng nào? Thằng ankin. Hấp thụ thằng ankin CnH2n trừ 2. Thấy có 4,48 lít khí thoát ra. Vậy 4,48 lít khí thoát ra này chắc chắn là thằng ankan CmH2m cộng 2. Đúng chưa? Mình tìm được số mol của nó bằng 4,48 chia 2,4 thì bằng 0,2 mol ankan thoát ra. Vậy số mol ankan trong này là 0,2. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol của ankin là 0,4 trừ 0,2 thì còn 0,2. Được chưa? Mặt khác chúng ta lưu ý là một thằng ankin CnH2n trừ 2 nó ăn hai thằng brom ạ. Số mol của ankin ở đây là 0,2. Vậy số mol brom là 0,4. Vậy mình tìm được khối lượng brom tham gia phản ứng là 0,4 nhân 160 bằng 64 g. 64 g, vậy đáp án đúng của chúng ta. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Là đáp án D, tất cả đều sai các cháu nhé. Là đáp án D, tất cả đều sai. Ôi, dễ nhỉ? Thế mà các cháu có thấy là hữu cơ sợ là thế nào? Có chú Minh cân được hết, cân tim luôn. Câu số 20. Chưa thấy cháu nào từ nãy giờ phải ra gốc chuối cả, đúng không? Chưa thấy một cháu nào lúc nãy giờ phải ra gốc chuối chuối cả. Nào, mình sang câu số 20. Câu số 20, câu này chú Minh sẽ ưu tiên lại tặng quà cho những cháu nào. Làm sao nhỉ? Lại tặng quà dành cho, ưu tiên tặng quà dành cho những cháu nào dũng cảm nhất nhá. Bước 1, share video live stream lại về tường. Bước 2, comment đáp án nhá. Bước 1, share video live stream lại về tường. Bước 2, comment đáp án. Được chưa? Bất kỳ đáp án nào, câu 20. Được chưa? Xem nào, câu 20 cháu nào comment đầu tiên. Cháu nào comment đầu tiên chú Minh sẽ tặng quà cho cháu đấy. Ok, nào khẩn trương nhá. Bước 1, share video live stream. Đức Diệp, Đức Diệp có quà rồi. Thanh Nhã, Thanh Nhã này, Thanh Nhã có quà chưa này? Thanh Nhã xe chưa đã? Bước 1 xe, Thanh Nhã chưa xe. Thanh Nhã ơi, cháu chưa xe nên chú Minh chưa tặng quà cháu được đâu. Bước 1 cháu phải xe cơ ạ. Con bố bạo, con bố bạo này. Sợ lý thuyết chú Minh cân rồi. Con bố bạo chưa xe video live stream lại về tường màu tím lẳng lơ. Đức Diếp này, Đức Diếp comment nhiều quá nhỉ. Xe nào, Đức Diếp để ủng hộ chú Minh nhiều quá. Đức Diếp cố gắng lên nhá. Đức Diếp xe rồi. Chú Minh gửi quà cho Đức Diếp rồi mà. Chú Minh gửi quà cho Đức Diếp rồi đấy. Chú Minh gửi quà cho Đức Diếp rồi. Ok. Thank you các cháu nha. Các cháu nhớ tag các bạn vào trong video livestream này nhá. Đỗ Văn Minh này, Đỗ Văn Minh như cũng gửi quà rồi. Chú Minh nhớ không nhầm là Đỗ Văn Minh chú Minh gửi quà rồi. À, Đỗ Văn Minh chưa gửi quà nhưng Đỗ Văn Minh chưa xem nên chưa có quà. Ok, Như Y Lương, Như Y Lương, Như Y Lương chưa xem video livestream lại về tường chưa có quà. Cháu nào mà không hiểu là không dám comment. Hello, cảm ơn Trần Công Phúc. Hello, chào Dũng Mai. Chào Dũng Mai nhá. Cháu nào xem nào, Dũng Mai xe chưa? Dũng Mai chưa xe, chưa xe, chưa có quà. Bước 1 là share video live stream lại về tường. Trinh Trong share video live stream lại về tường chưa ạ? Trinh Trong share rồi, Trinh Trong share rồi, gửi quà cho Trinh Trong luôn. Gửi quà cho Trinh Trong luôn. Và Trinh Trong có cả hình đại diện của bác Einstein thế này. Hello, chào Nguyễn Minh Tiến. Nguyễn Minh Tiến share video live stream lại về tường chưa ạ? Nguyễn Minh Tiến share rồi, gửi quà cho Nguyễn Minh Tiến luôn. Đây, gửi quà cho Nguyễn Minh Tiến luôn. Những cháu nào mà chưa nhận được quà chú Minh mà share rồi thì ngay lập tức inbox của chú Minh nhé để nhận lại quà nha. Mạnh quay share này.
Mạnh quay xe có quà chưa? Mạnh quay xe chưa? Xe chưa, xe chưa có quà. Mạnh quay xe. Minh Khuê này, Minh Khuê xe video live stream chú Minh chưa? Minh Khuê xe chưa? Đó, Minh Khuê xe rồi, gửi quà cho Minh Khuê nào. Gửi quà cho cháu Minh Khuê. Đấy, những nhất là những cái cháu mà mới theo dõi video live stream chú Minh nhá. Bước 1 xe video live stream lại về tường, bước 2 comment đáp án nhá. Hello, chào Lâm Chi Lê. Lâm Chi Lê xe video, Lâm Chi Lê chưa xe. Bước 1 xe video live stream, bước 2 comment đáp án. Hello, chào Đào Thị Hạnh. Đào Thị Hạnh, Đào Thị Hạnh chưa xe video live stream chú Minh, chưa có quà. À, nhưng mà không nhìn thấy Thanh Nhã. Xe hai lần nhưng không nhìn thấy. Không nhìn thấy, cháu phải để public thì chú Minh mới nhìn thấy được. Hello, chào TV Vanh. TV Vanh như vừa nãy gửi quà rồi. Đúng rồi, TV Vanh có quà rồi nhá. Bước 1 xe video live stream chú Minh lại về tường, bước 2 comment đáp án. Trần Đông này, Trần Đông xe chưa? Trần Đông xe video live stream chú Minh chưa? Trần Đông xe rồi, gửi quà cho Trần Đông. Ở Trần Đông ơi, chú Minh không có gửi quà được cho cháu tại vì là không có mét, chú Minh gửi phần bình luận ở trong cái video livestream chú Minh đã xe nhé. Đấy, tại sao chú Minh lại yêu cầu các con xe? Bởi vì là chú Minh phòng cái trường hợp là có nhiều bạn chú Minh không gửi được qua inbox thì chú Minh sẽ gửi luôn ở phần bình luận. Hello, chào Khoa Nguyệt. Khoa Nguyệt chưa xe. Ok, các cháu nhá. Tiếp tục nhá, tiếp tục nhá. Tiếp tục xe video livestream lại về tường nhá và comment đáp án nhá. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 20. Câu số 20 này, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp. Ui, câu này hay thế. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp, non chú Minh làm nhá. C2H4 này, C3H6 này, C4H8 này. Đốt cháy thì thu được CO2. Chúng ta tìm được số mol CO2 bằng 6,72 chia 2,4 thì bằng 0,3 mol. Và chúng ta tìm được số mol nước bằng 5,4 chia cho 18 thì cũng bằng 0,3 mol. Ok chưa ạ? Bờ thằng này là 0,3, 0,3. Đề bài hỏi giá trị của M thì chúng ta nhìn thấy tất cả bọn này đều là hydrocarbon. Và bởi vì tất cả bọn này đều là hydrocarbon nên chúng mình có một công thức thần thánh để giải. Đó là khối lượng của hydrocarbon. Hydrocarbon, khối lượng hydrocarbon thì bằng 12 lần NCO2 cộng với lại 2 lần N nước. Thực ra nó chính là bản chất là bằng MC cộng MH. Được chưa? Vậy mình thế vào là 12 nhân 0,3 cộng với 2 nhân với 0,3 nữa. Ok. 12 nhân 0,3. 12 nhân với 0,3 cộng với 2 nhân với 0,3 bằng 4,2 gam. 4,2 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, 4,2 gam. Câu 21 các cháu hiểu chưa nhỉ? Câu 21 đây cũng tương tự đây, câu 21 cũng tương tự đây. Các cháu đã hiểu câu 20 chưa? Chúng ta sang câu 21 nhá. Câu 21, đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm đây, gồm C2H4 này, C3H6 này, C4H8 này, đốt cháy thì thu được CO2. Chúng ta tìm được số mol CO2 bằng 6,72 chia 2,4 thì bằng 0,3 mol. Mặt khác, hydro hóa hỗn hợp, vậy là cộng H2, được chưa? Thì thu được hỗn hợp X, rồi đốt cháy sản phẩm thì cũng thu được CO2. Này, chú hỏi các cháu nhỏ một chút là hydro hóa có ảnh hưởng đến số nguyên tử carbon ở trong này không ạ? Không đúng không ạ? Thế thì hoàn toàn chúng ta sẽ có là số mol carbon trong X có phải chính bằng số mol CO2 này và bằng 0,3 không ạ? Và carbon trong X này nó sẽ chui hết ra CO2 này bởi vì đoạn này không thêm CO2. Vậy bảo toàn carbon tiếp thì cháu này bằng 0,3. Vậy là 0,3 mà nhân 2,4 thì bằng bao nhiêu ạ? 0,3 mà nhân với lại 2,4 thì bằng bao nhiêu ạ? Bằng 6,72 lít các cháu nhé. Bằng 6,72 lít. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, 6,72 lít. Ok. Câu 22. Hello, chào Lưu Huệ Phương. Trước em cũng giỏi hóa lắm nhưng lâu không động rồi em quên hết. Thầy lấy lại gốc giúp em với. Các cháu đang theo dõi live stream của chú Minh ở đây, chúng ta đang học cùng với chúng ta thì có cô Lưu Huệ Phương dạy toán nha. Cháu nào mà muốn học toán thì inbox cho cô Lưu Huệ Phương nhá. Cô cũng live stream suốt ngày, live stream như chú Minh ấy. Được chưa? Đấy, các cháu có thể vào cô Lưu Huệ Phương. Đây chú Minh ghim ở lại trên này. Các cháu có thể vào cô Lưu Huệ Phương để đăng ký học toán với cô Lưu Huệ Phương nhá. Nhiều đứa nó hỏi là thầy ơi có biết ai dạy toán không, thì bây giờ chú Minh mạnh dạn giới thiệu các cháu cô Lưu Huệ Phương cùng học đại học sư phạm với chú. Dân đại học sư phạm luyện đề mới chuẩn được. Câu 22. Câu 22, chọn đúng các sản phẩm của phản ứng sau. Chọn đúng các sản phẩm của phản ứng sau. Ô, câu 21 phải nói lại á. Đây chú Minh nói lại cho câu 21 cho các cháu coi này. Câu 21 nhá. Đầu 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 đầu. Đây. Nhìn kỹ này, cái dạng này rất hay thi nhá. Đấy nhá. Đây hỗn hợp này nhá, đốt cháy trong oxy để ra được CO2 này. Được chưa? Các cháu nhìn rõ nhé. CO2 này này. Các cháu nhìn rõ nhé. CO2 này thì có phải là carbon ở bên trong là X để chui hết vào trong CO2 rồi. Vậy chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon thì anh này là 0,3 thì số mol carbon trong X là 0,3.
Được chưa? Thế bây giờ thằng X thì cho cộng hydro thì chẳng ảnh hưởng đến carbon. Sau đó mới đốt cháy với lại oxy. Đúng chưa? Đốt cháy với lại oxy này thì làm sao ạ? Thì khi đốt cháy với oxy thì cũng chẳng ảnh hưởng đến carbon. Vậy là carbon ở trong X thì nó trôi tọt hết ra CO2 này. Vậy là 0,3. Nhớ chưa? Nhớ kỹ cái dạng này cho chúng mình nhá. Nhớ nhớ kỹ các cái dạng này cho chúng mình nhá. Ok. Ok, thế nhá. Đây là 0,3. Cô Lưu Huệ Phương cô đang thắc mắc là thầy trẻ mà cứ xưng chú nghe già quá. Không già đâu, trẻ thế để cho xưng chú để cho các cháu nó đỡ cà rớt chú để chúng nó chăm học. Nào câu số 22. Nào câu số 22. Chúng ta có câu số 22. Chọn câu đúng sản phẩm của phản ứng sau. Chọn câu đúng của sản phẩm phản ứng sau. Các cháu chú ý nhá. Đây này, chọn câu đúng của sản phẩm của phản ứng sau. Thế cái chỗ này lúc nãy chú Minh giảng rồi. Các cháu chú ý này, bây giờ chú Minh giảng kỹ hơn cho các cháu nhé. CH này, CH này cộng với lại HOH, các cháu nhìn kỹ nhé. Về mặt bản chất liên kết ba đứt ra tạo thành liên kết đôi. Đây. Chia hai cái vạch ra. Được chưa? Thằng này cắm ở một chỗ, thằng này cắm ở một chỗ. Ok, vậy mình nhìn nhá. Đây, thằng H đây. OH đây cắm ở đâu mà chả như nhau? Đúng không? Thế thì bây giờ cắm ở đây là OH cắm vào carbon chưa nối đôi không bền. Ngay lập tức chuyển thành CH3 CHO các cháu nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Ok, đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Ok nha. Ủa, đâu rồi? Tưởng hết. Tí chết. 30 câu cơ mà. Quất full 30 câu nhá. Ủa, sao lại bị mất này? À đây đây câu 23 đầu này. Câu 23. Nếu chỉ dùng AgNO3 trong dịch NH3 làm thuốc thử thì phân biệt được những cháu nào? Nếu chỉ dùng AgNO3 trong dịch NH3 thì phân biệt được các cái chất nào? À thế thì câu này bị trùng rồi các cháu ạ. Thì ta phân biệt được đáp án. À nó trùng bên trên rồi nhá, chúng mình không giảng lại nữa nhá. Nó trùng ở bên trên rồi chúng mình không giảng lại nữa nữa. Bây giờ mình sang câu 24 này, câu này mới hay này. Câu 24 này mới hay các cháu ạ. 24 này mới ối với cháu chết mà có trong bài kiểm tra là toang hết cả lũ luôn. Toang hết sạch. Mình xem nhá. 24 này, hai anken có công thức phân tử là C3H6 và C4H8. C3H6 là cháu này, C. Được chưa? C4H8, C4H8 mình chưa biết ạ. C4H8 chưa biết là cháu nào. Nhưng mà C3H6 là chỉ có một công thức này thôi. Phản ứng với HBr, phản ứng HBr thu được 3 sản phẩm. Thế các cháu lưu ý nhé, cái anh này này, cái anh propin này, cái anh propin này khi tác dụng HBr thì có phải là nó tạo được anh này không? Chia hai cái vạch ra. Brom thích cắm ở đâu được cắm? Brom cắm ở giữa này là sản phẩm chính này. Thì H cắm ở chỗ còn lại. Đúng chưa? Hoặc là chúng ta còn một sản phẩm nữa là brom mà cắm vào đầu. Brom mà cắm vào đầu thì H cắm ở chỗ còn lại. Được chưa? Hai sản phẩm nhé. Vậy là riêng cháu propin thì thu được hai sản phẩm rồi. Mà đề bài yêu cầu của chúng ta là thu được 3 sản phẩm thôi. Vậy khi và chỉ khi C4H8 này chỉ thu được một sản phẩm. Được chưa? Mà C4H8 mà chỉ thu được một sản phẩm thì chắc chắn nó phải là đối xứng cao nhất, vậy nó chỉ có thể là anh này. Ok? Thì chỉ có anh này thì nó mới chỉ thu được một sản phẩm. Là brom cắm ở đâu cũng như nhau, cắm ở đây hay cắm ở đây đều như nhau hết. Được chưa? Vậy thì đáp án của chúng ta là propen. Và đây là 1 2 3 4. Bút mấy en ạ? Bút bút mấy en ạ? Bút 2N các cháu nhá. Đáp án D propen và bút 2N. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Propen, bút 2N. Ok? Ok hiểu chưa? Hiểu chưa? Câu này rất hay thi nhá. Chúng mình cần để cho các cháu phải hiểu, hiểu thật kỹ câu này thì mình mới làm được, không là toang nhá. 24 đáp án đúng chúng ta đáp án D, propen là bút 2N. Ok? 3 sản phẩm các bạn. Lưu ý thu được 3 sản phẩm. Nhá. Mình sang câu tiếp theo. Câu số 25. Những chất nào sau đây không có đồng phân hình học? Ô câu này hình như lại bị trùng. Chất nào sau đây không có? Lưu ý cho chú Binh cái từ là từ không có đồng phân hình học. Vậy không có đồng phân hình học lúc nãy mình giải rồi. Đáp án đúng đáp án B, bỏ nhá. Câu 26 này. Câu 26 này mới khác biệt này. 26 này mới toang này. 26 này chúng ta phải sử dụng phương pháp nào các cháu ơi? 26 ta phải sử dụng phương pháp nào? C3H8 và C4H10. Nhìn nhá. Đây là C3H8 này. Đây là C4H10 này. Có tỷ khối so với hydro bằng 25,5. C3H8 và C4H10 có tỷ khối so với hydro bằng 25,5. Vậy phân tử khối của nó bằng 25,5 nhân 2. Chúng mình có 25,5 mà nhân với 2 thì bằng 51. 51. Phân tử khối của cháu này 12 nhân 3 cộng 8, 12 nhân 3 cộng 8 bằng 44. 44. Thế còn cháu này ạ, 12 nhân 4 cộng 10, 12 nhân 4 cộng 10 bằng 52, bằng 58. Sorry. 51 trừ 44 thì bằng bằng 7.
58 chia 51 thì bằng 7. 7 chia 7 thì bằng 1 chia 1. Vậy thì bởi vì là 1 chia 1 nên suy ra phần trăm về thể tích là gì ạ? 50-50. Tổng phần trăm là 100 phần trăm, mà cháu này là 1 chia 1, vậy thì chắc chắn là 50-50. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Là đáp án à, đúng rồi, phương pháp đường chéo kinh điển. Câu số 27 đây. Câu số 27 đây nào các cháu ơi. Xem nào, câu số 27 cháu nào làm được nào. Câu số 27 cháu nào làm được nào. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm hydrocarbon X. Hydrocarbon X, vậy chúng ta đặt hydrocarbon là CH2. Càng lúc trôi xuống càng những cái câu nó chất chất hơn. Đốt cháy và oxy thì ta thu được CO2, số bon CO2 bằng 2,24 chia 2,4 thì bằng 0,1. Và 2,7 gam nước, chúng ta tìm được số bon nước nhá. Chúng ta tìm được số bon nước là 2,7 chia 18. 0,15 mol nước. 0,15 mol nước. Đề bài hỏi chúng ta là thể tích oxy đã tham gia phản ứng cháy. Ui, thế ngon quá, các cháu có nhìn thấy không? Oxy ban đầu chỉ nằm trong oxy, sau chỉ nằm trong CO2 và nước. Vậy chúng ta nghĩ ngay đến việc bảo toàn nguyên tố oxy. Được chưa? Bảo toàn nguyên tố oxy thì ta có này, hai lần số mol oxy, hai lần số mol O2 thì bằng mấy lần số mol CO2 ạ? Hai lần số mol CO2 cộng với mấy lần số mol nước ạ? Một lần số mol nước. Ok. Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng mình sẽ được, hoàn toàn ở đây chúng mình sẽ được số mol của oxy tham gia phản ứng là 2 nhân với 0,1 cộng với 1 nhân với 0,15 được bao nhiêu chia cho 2. Ok. Vậy ta có này, 2 nhân 0,1 cộng 1 nhân 0,15 bằng chia 2 bằng 0,175. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được thể tích 2 nhân 2,4 bằng 3,92 lít. 3,92 lít các cháu nhé. 3,92 lít. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án à. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các cháu ạ. Đấy, dễ không ạ? Quá dễ đúng không ạ? Cực kỳ dễ đúng không ạ? Còn cháu nào chưa hiểu không ạ? Có cháu nào chưa hiểu không thì comment xuống đây để chú Minh giảng cho đến bằng hiểu thì thôi nào. Còn những cháu nào mà hiểu rồi thì thả chấm một cái để chú Minh biết nhá, để chú Minh giảng tiếp sang câu 28 ạ. Dễ hiểu quá còn gì nữa. Chỗ này mà không hiểu nữa thì chú Minh cũng chịu đúng không? Đấy, khẩn trương nhá. Cháu nào chưa xe lại về tường thì xe lại thật nhanh về tường. Ok, chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 28. Câu tiếp theo là câu số 28. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam một hợp chất hữu cơ A. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam một hợp chất hữu cơ A. Chất hữu cơ A chưa biết là gì. Đặt là A. 3 gam đốt cháy vào trong oxy thì thu được số mol CO2 của chúng ta bằng 2,24 chia 2,4 thì bằng 0,1. Nước, chúng ta tìm được số mol nước bằng 1,62. 1,62 chia 18 bằng 0,09 mol. 0,09 mol cộng với lại Na2CO3. Chúng ta tìm được số mol Na2CO3 bằng 1,06 chia 106, 0,01. Đề bài hỏi khối lượng oxy có trong 3 gam hợp chất hữu cơ. Khối lượng oxy có trong 3 gam hợp chất hữu cơ. Thế ở đây chúng ta lưu ý này, ở đây chúng ta lưu ý một chút này để chúng ta có thể làm được là đây là trong này là 3 gam thì chúng ta chưa biết được rằng là trong A có những thằng nào. Đây mình chắc chắn là trong A có carbon. Chắc chắn trong A có hydro. Chắc chắn còn trong A có natri. Và theo như đề bài nói thì có khối lượng oxy nên trong A cũng có cả oxy nữa. Đúng chưa? Đây là các nguyên tố có trong A. Vậy bây giờ mình đi bảo toàn nguyên tố các cháu nhé. Vậy bây giờ mình đi bảo toàn nguyên tố nhé. Này, chúng ta đi bảo toàn nguyên tố là các cháu lưu ý này. Bảo toàn nguyên tố đầu tiên chúng mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Được chưa? Carbon này, carbon có ở trong CO2 và carbon có ở trong Na2CO3. Vậy đi bảo toàn này, 0,01 nhân 1 cộng 0,1 thì có phải carbon trong A là bằng 0,11 không ạ? Đúng là 0,11 không ạ? Đấy nhá. Tiếp theo chúng mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro. Hydro trong này, hydro trong A chui hết vào trong nước, 0,09 nhân 2 thì bằng 0,18. Ok các cháu hiểu không? Tiếp tục nhá. Này, tiếp tục nhá. Này, natri này, natri này, đấy, bảo toàn nguyên tử nguyên tố natri 0,01 nhân 2 thì thằng này bằng 0,02. Mà tổng khối lượng này đề bài cho chúng ta là 3 gam. Vậy hoàn toàn chúng ta có bảo toàn khối lượng. Chúng ta có 3 gam thì bằng Mc cộng Mh cộng M natri cộng với lại M oxy. Được chưa? Vậy có phải là bằng 12 lần 12 nhân 0,11 cộng với lại 1 nhân với lại 0,18 không? Cộng với lại 23 nhân với 0,02 cộng với khối lượng của oxy. Và đề bài hỏi chúng ta là khối lượng oxy có trong 3 gam. Thế chúng ta chỉ trừ đi là biết thôi.
Mình có này, 3 trừ đi 12 nhân 0,11 trừ đi 0,18 trừ đi 23 nhân 0,02 bằng 1,04. 1,04. Vậy chúng ta tìm được khối lượng của oxy có trong 3 gam hợp chất hữu cơ là 1,04 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. Đấy, thì muốn giải được những câu này chúng ta cần phải sử dụng linh động các cái phương pháp bảo toàn. Đầu tiên là chúng mình hướng dẫn các cháu là phương pháp bảo toàn nguyên tố, sau đó là đến bảo toàn khối lượng nhá. Hiện tại chúng mình đang có rất nhiều cái lớp dành cho 2K3, có cả khóa học full video, có cả khóa học live VIP. Cháu nào muốn quan tâm đến khóa học của chúng mình thì có thể inbox cho chúng mình. Ngoài ra chúng mình cũng có một quyển sách hữu cơ cực kỳ xịn sò. Cháu nào muốn mua quyển sách hữu cơ, và đặc biệt quyển đấy đang giảm giá từ 145.000 xuống chỉ còn 95.000 đây nhá. Cháu nào muốn đăng ký cuốn vô cơ, cuốn hữu cơ lớp 11 thì có thể inbox cho chúng mình. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 29. Câu tiếp theo câu số 29 các cháu nha. Một olefina. Olefina là CnH2n, olefin là tên gọi khác của anken. Vào brom dư thì chúng ta lưu ý là bình brom tăng 6,72 gam. Chúng ta có nhá, khối lượng bình brom tăng, bình brom tăng thì chính bằng khối lượng của A và bằng 6,72. Đề bài lại nói chúng ta là khối lượng brom đã phản ứng. Khối lượng của brom đã phản ứng. Hello, chào Vĩ Triệu Lê. Ok, cảm ơn. Ok nhá. Số mol brom phản ứng thì bằng bao nhiêu ạ? Khối lượng brom phản ứng đề bài nói chúng ta là bằng 19,2. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được số mol brom phản ứng. Chúng ta tìm được số mol brom phản ứng bằng 19,2 chia 160. Chia 160 bằng 0,12 mol. 0,12 mol nhá. Vậy số mol brom phản ứng là 0,12 mol. Mặt khác chúng ta lưu ý rằng là một anken thì chỉ ăn một brom thôi ạ. Vậy hoàn toàn chúng ta suy ngược lại được số mol của anken là 0,12. Ok. Thế xong rồi, chúng ta đã có khối lượng của anken nhá, chúng ta đã có số mol của anken nhá. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được phân tử khối của anken 12n cộng 2n thì bằng khối lượng này là 6,72 chia 0,12. 6,72 mà chia 0,12. 6,72 chia n bằng 56. Bằng 56. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được n bằng 56 chia 14 các cháu nhé. 56 chia 14 bằng 4. Vậy n của chúng ta bằng 4. Ok. Đây, nhờ tất cả các cháu đang theo dõi video livestream chúng mình tag các bạn các cháu vào trong video livestream này nhé. Vậy suy ra công thức là C4H8 các cháu ạ. Công thức là C4H8. Khi cho A tác dụng HBr cho một sản phẩm cấu tạo duy nhất. Lưu ý nhé, cộng với HBr mà chỉ tạo thành một sản phẩm duy nhất. Nhớ kỹ cái chú ý này của chúng mình này. Khi và chỉ khi A là đối xứng cao nhất. Nhớ chưa? A là đối xứng cao nhất. Vậy để A đối xứng cao nhất thì khi và chỉ khi A chỉ có thể là cháu này là đối xứng cao nhất. Bởi vì khi cộng với lại HBr, khi cộng HBr thì liên kết đôi dạng chân ra. Đây, chia hai cái vạch ra là dạng chân ra. Brom vào đây hay brom vào đây đều như nhau các cháu nhé. Brom vào đây hay brom vào đây đều như nhau. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là bút mấy n ạ? 1, 2, 3, 4. Đây là bút 1, 2, bút 2N. Bút 2N. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B bỏ các cháu nhé. B bỏ. Ok. Câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay, câu số 30. Câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay, câu số 30 là chúng ta kết thúc toàn bộ cái phần mà tổng ôn về hydrocarbon rồi nhá. Câu số 30. Hỗn hợp A gồm một ancan và một anken. Hỗn hợp A gồm một ancan và một anken có cùng số nguyên tử carbon. Thế thì ancan cùng số nguyên tử carbon vậy nó là CnH2n cộng 2. Anken có cùng số nguyên tử carbon nó là CnH2n cùng số mol luôn. Vậy đặt thằng này là A thì thằng này là A. Ngon lành cảnh đảo. Hỗn hợp A là mất màu vừa đủ dung dịch brom. Cho chú Minh hỏi ancan có là mất màu dung dịch brom không ạ? Không ạ, đúng không? Vậy là mất màu dung dịch brom là anken. Số mol brom là 1,6 chia 160 thì bằng 0,01. Một thằng anken ăn một mol brom. Chúng ta luôn luôn có là số mol của anken CnH2n thì luôn bằng số mol của brom phản ứng nhé. Vậy suy ra A bằng 0,01. Vậy suy ra ancan cũng bằng 0,01 luôn bởi vì số mol bằng nhau. Ok. Đề bài lại nói chúng ta này, mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn, mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn là cộng oxy A thì thể tích CO2 thu được, được chưa, bằng thể tích 1,28 gam oxy. Thế thì thể tích mà bằng nhau
thể tích mà bằng nhau thì tương đương với lại số mol của CO2 bằng số mol của 1,28 gam oxy và bằng 1,28 chia 32. 1,28 chia 32 bằng bao nhiêu ạ? 0,04 mol. 0,04 mol. Ok. Vậy là số mol CO2 bằng 0,04 mol. Ngon lành cành đào chưa ạ? Thế thì đến đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon là sao? Đúng không cháu? Đây chúng mình đi bảo toàn carbon thì chúng mình có này, 0,01 nhân n, 0,01 nhân n cộng với 0,01 nhân n cộng 0,01 nhân n thì bằng số mol CO2 là 0,04. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được n bằng 0,04 chia 0,02 thì n bằng 2. N bằng 2 vậy thì chắc chắn thế vào công thức này ta thu được anh ancan là C2H6 và thu được anh anken là C2H4. Một cháu là C2H6, một cháu là C2H4. Bằng 2 mà. Bằng 2 mà các cháu ơi. Đây là 0,04 mà đây là 0,01 0,02. Đấy rất nhiều cháu chết ở câu này. Nhanh nhẩu đoạn đấy, 0,04 chứ 0,1 là chết. Chết luôn. Toang luôn ạ. Đúng chưa? Đây đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A cơ mà. Vậy chỗ này nó phải là C2H6 và C2H4 nhá các cháu nhá. Đây các cháu nhìn thấy không? Rất nhiều bạn bị quay xe, một pha quay xe cực kỳ kinh khủng. Rất nhiều cháu chọn C nhưng đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D. Ok, trên đây chúng mình vừa chữa cho các cháu toàn bộ về phần hydrocarbon. Các cháu hiểu bài chứ nhá. Nếu mà các cháu hiểu bài thì chúng mình nhờ các cháu là chúng mình là tag các bạn của các cháu vào trong video livestream cũng như là share mọi bài livestream của chúng mình nhá. Share mọi bài livestream của chúng mình để cho các bạn biết đến chú. Lịch học cố định chúng ta là 3 5 7 hàng tuần nhá. 3 5 7 hàng tuần. Cháu nào mà mới thoát ra thì cháu đấy có thể tua lại để theo dõi. Ok. 3 5 7 hàng tuần. Tối nào cũng vậy. Hẹn gặp các cháu vào lúc 20:30. Ok. Bye bye, chào tạm biệt các cháu. Ok, chào. Ok, Vĩ Triệu Lê nhá. Bye bye, chào Trần Công Phúc. Chào tạm biệt các cháu nhá. Chúc các cháu nghỉ lễ vui vẻ nhá.